Xôm chọc bịa subscribe hơi chọc xe nhà cả đằng đâm bây tụ bàn bỏ miễn thamay môn kì rực rí tu xe nà đôi tỏ tử cực chân mê xô bộ mai bóng phổ tu xe nhà chôn mà chôn chìa thi mê trầy bà chân dương tật tu xe nà chung mê nâng bỏ miễn sập cùng sở lạ nơi khăn ông bật kê thái tuyệt hai chung mê nâng ra xâm lai bỏ cư lục mạ phính chung mê nâng ra xây cư thoai nà tập hùng nẹ tập bí ban từ bà từ đa lên nơi ai đi xa một phòng đài bà này kia chìa rụp hiếp đại phở tu sinh chốn cư miền cao phía phá khăn mình tên tu sinh à cộng sản đọc này chung mình nâng ra xây bỏ tiền mùi cú ni phòng đài bà chân này kia chìa rụp hiếp bỏ bà ra xây cư bà quay nà tập hông chung mình nâng bà chèm chìa để dụ tê bà xung tố bà chân tu sinh à cộng sản đọc này chúng mình đang ra pro một cú này bắt thay ra sắm lại chém chia để dụ đừng cái nhà thoái nhà tập hùng bà chụp bón cầm phong tâm yên sự tu này càng không trôi dạng kháng pi sống lại không trôi chỉ tràn tiền nông nông cài vật tế phong đài hai cao bị ruột sầm rọ nhà thằng pi có miền tiêu xó nông không ca sắm lại mình chăn ra pro sợi là bệnh bệnh đừng nông sập phần màn phong đài bên này tu sơn à cầm phong tài rồng chăm tam đa rừng phía thay rồi bảo phụ kỳ đại bàn sầm đánh ruột này krong nừng chạm bên trang không pe chập chập khảo mục tiệt cứ rương game sơn hà đa sầm này ruột sông hà chèm chia rượu nừng cả nhà thay na tập hồng có thứ ban kia mới khơi thà chỉ đại cú đại miên phía xạ xóm chung với kia phòng đại tiếp đôi chỉ cú sơn này bật cót giang được này đai nợ bê đai bà khơi những hàng cái chết dài nợ bê thò rương đi nợ ai đi xem một nợ tầm pí bất chỉ sát song hà sát sát chỉ cú sát chung mùi khí hàng nè mưa tới bất chỉ ba em hai mực niên nè ba chỉ rừng bất mẹn chỉ ca sát đài rừng vĩnh nhé công trô mình đăng tha sá bài chất dàng nàng tê bê khơi ra tầm pí đường ní thật xa nửng khí nế giang được chân nè rút hiếp robot tra pro sợi được nông bà rương phía cư ghém xe há bất chìa bà em hai em nơi ai đi xe mọt chung mình lục chèm chìa rưu chung mình tra sợi đò bà rưu xong bà sọc sát cư cả nhà thoai nà tập hồng nè tập bì bất chìa sọc sát khá mệt tên nơi ai bà bị tự đá lế nơi ai đi xe mọt rục phía bà 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 chôn bà chìa chán cư mình ca khom trô tra sợi pro một cú này khá một tên cứ chọn ở nhà tầng phí bà miền phía sạch sạch nơi càng cái đôi chiếc nơi khá nông sạch rương khá một tên bà này kì chìa rực phía bỏ bỏ bà lục chèm chìa rưu chúc mừng nâng bà thoái nhà tầng phòng đài nhà tầng phí nâng chạm bình trang nực nông bạc xài bì dùn thông mây cử đàm miền trầm nón chương thá game sạch này hà đài này kì chìa rực thông mây đài thuở tù sạch chôn cứ chọn tạm đá chúc mừng nâng sạch rương ni lang mệnh tên bà chân bật chìa thật xa mệnh tên chúng mình đã ra xây pro bà một cú ni phong đài bà chân ni kì chìa bà rục hiếp đà nẹ tăng phí nâng triêm bà chạm bình trang nâng nông bà bỏ tử tù bỏ lệnh bấy thay phong đài nâng nông bà rường ghém xa này hàng đài xâm tay ta đào lục chèm chờ giúp chúng mình đừng cả nhà thoai nè tập hồng sạch rướng bất chìa lọ mơ lang mệnh tên chúng mình chốt chát đài thua ai bà mà hạ chôn chỉ cháu mình ca quản trô khăn mệt tên hay mà chôn trị trán cứ chọn tam đàn chung mình xài bí dân rồi bỏ lục chêm chất dụ chung mình đừng cả nhà thoai nè tập hồng khăn mệt tên bà chân phô rộng yên ông bì ra xây bỏ mệt cửu ni khi nhóm xô mệt chọc trầm ni xô mặc khốn xô chung rịp li tuôn phô rộng yên bà xà lập bạc đà ra nè nông bà thê thay tiệt hái chung mình đừng ra bỏ cửu lục mạc phình bà chân nợ bê đài khơi lục mạc phiên bần đà đà ra xây mùi đường tiết đài miền chung mùa thà Sky Marai bà chân đài thua hỏi tu sinh chôn miền ca khọm nóng chung mùi lục mạc phiên khá mệt tên bà chân tu sinh là cầm sát ọc nì chung mùi đường ra pro rục sông hà phong đài Thầy các bì bê thông mạc thầy nì miền bịa chàm ràm mũi ban chọc sai thà lục mạc phiên ban bần đà chung mùi đường Sky Marai tại vì nhẹ sát sát nợp xa tùm nợp mùi cạnh lại. Nóng nụ đài
ព័ត៌មានមីនីបានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកមិនសบายចិត្តនោះទេហើយថែមទាំងទាមទារឲ្យតារាប្រុសរូបនេះចេញមកធ្វើការបកស្រាយផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអាចារ្យរាមនេះកន្លងផុតប្រមាណថ្ងៃស្រាប់តែម៉ាក់ភីងបានចេញមកបកស្រាយប្រាប់អ្នកកសែតនិងបរិសែតព័ត៌មានទាំងស្រុងនៅពេលដែលលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី OVS ក្នុងនោះដែរអ្នកកសែតបានចោទជាសំណួរថាបើចឹងបាទអ្នកកសបាសព័ត៌មានគឺបានសួរលោកបាទអ្នកកសែតបានសួរលោកថាតើលោកបានបណ្ដាលគ្នាជាមួយនឹង Sky Marai តែពីរនាក់មែនទេម៉ាក់ក៏បានតបទៅវិញថាខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់មែនទែនតាមពិតទៅពួកយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក្រោយមកក៏ពួកយើងមិនដែរជួបគ្នាទៀតដែរអ្នកសាស្ត្រក៏សួរបន្តថាតើលោកឃើញព័ត៌មានយូហើយឬនៅតើលោកខ្វល់ពីព័ត៌មាននេះដែរឬទេម៉ាក់តបទៅអ្នកសាស្ត្រវិញភ្លាមៗថាខ្ញុំទើបតែឃើញព័ត៌មាននេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមទេពួកគេអាចសរសេរអ្វីដែលចង់ពួកគេមិនចង់បាទទោះជាពិតឬមិនពិតក៏ដោយម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំខំព្យាយាមមិនខ្វល់ពីព័ត៌មាននេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនអាចគេចបានព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់តារាស្តែងស្រីម៉ារ៉ៃក្រោយពីស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកម៉ាក់ភីងហើយមហាជនមួយចំនួនពិតជាធូរចិត្តមកវិញព្រោះថាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនចង់ឲ្យលោកម៉ាក់ភីងទៅតាក់ទងអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីកញ្ញាគីម៉ៃគីមប៊រីនោះទេបើចឹងព័ត៌មានដែលបានលេចឮនៅក្នុងបាទប្រទេសថៃដែលបានចុះផ្សាយពាក្យចាប់រាមថាលោកម៉ាក់ភីងបានបណ្ដាតួឯកស្រីគឺនាងបាស្កាយម៉ារ៉ៃតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងលោកម៉ាក់ភីងជាមួយនឹងកញ្ញាគីមប៊រីគឺមានសេចក្តីបាទនៅមិនសុខបាទមិនស្ងប់នោះទេដោយសារតែលោកបាទទៅបាទធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទគឺទៅបណ្ដាបារៃដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅលើផ្សារទំនើបមួយតែលោកបានបដិសេធទាំងស្រុងដោយសារតែអ្នកសែតសួរលោកយ៉ាងដូចនេះថាតើលោកបានធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានយូហារិនៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទហេតុផលសម្រាប់បាទអ្នកសាស្ត្រដែលបានសួរលោកម៉ាក់ភីងបែបនេះហើយលោកម៉ាក់ភីងក៏គាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញថាគាត់ទើបតែឃើញសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះទេពីព្រោះបាទអ្នកកសែតខ្លះគឺចូលចិត្តចង់សរសេរអ្វីគឺចង់សរសេរនោះដើម្បីឲ្យបាទព័ត៌មានកាន់តែបាទមានភាពបាទល្បីល្បាញផងដែរហើយមួយទៀតគឺអ្នកកសែតសួរថាតើលោកម៉ាក់ភីងមកខ្វល់ពីព័ត៌មាននេះដែរឬទេហើយលោកក៏ប្រាប់បានទៅវិញថាគឺលោកមិនដែរបាទខ្វល់ខ្វាយពីព័ត៌មាននេះដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចគិតបានព្រោះវាបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ My Ray ផងដែរហើយមួយទៀតគឺបានថាតើលោកបណ្ដាគ្នាជាមួយនឹង Sky Marai តែពីរនាក់មែនទេហើយលោកក៏បានតបតថាពួកយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលសម្រាប់លោកម៉ាក់ភីងដែលគាត់បានបកស្រាយទៅកាន់ទស្សនិកជនមាជនផងដែរបើអញ្ចឹងរឿងអំពីម៉ាក់ភីងនេះគឺមានបាទអ្នកយល់ច្រឡំថាលោកបានដាស័ក្តិស្ខាត់ជាមួយនឹងតារាស្នែងម៉ារ៉ៃអញ្ចឹងនោះគឺជាខ្សែភ្ជាប់ទេដែលលោកបានបញ្ជាក់ដែលលោកគឺបាទមិនមានបាក់ពេលវេលាដើរជាមួយនឹងតារាស្នែងស្រីនោះទេហើយតារាស្នែងស្រីនោះគឺលោកបាននិយាយទៅកាន់មកអាសាព័ត៌មានថាគឺបាទនិយាយបែបនេះគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ត្រដល់តារាស្នែងស្រីដែលមានឈ្មោះថាស្កាយម៉ារ៉ៃផងដែរបាទចឹងក្រោយពីស្ដាប់ការបកស្រាយអំពីលោកម៉ាក់ភីងហើយបាទចឹងមហាជនមួយចំនួនបាទពិតជាធូរចិត្តបាទមកវិញបាទគឺចង់នឹងថាទៅពេលដែលបរោះសង្ហាមួយដូនេះគាត់បានបកស្រាយហើយទៅកាន់បាទមហាជនទូទាំងប្រទេសផងដែរ
ដែលលោកបានដាក់ថាគឺលោកមិនបានខលខ្វាយជាមួយនឹងត្រាសម្ដែង Sky Marine នោះទេគឺគាត់មានតែមនុស្សស្រីម្នាក់គឺមានតែ Kimberly នោះទេបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកម៉ាក់ភីងផងដែរដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនិកជនបាទចឹងព័ត៌មានវិញនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអគុណសូមជម្រាបលា